Thưa quý vị, trong 2 ngày hôm nay, nhiều người dân ở Hà Nội lo lắng cho sức khỏe của gia đình vì nước sạch sinh hoạt xuất hiện mùi clo rất nặng. Đáng nói là trong nước còn có mùi khét nồng nặc không thể sử dụng. Điều này cũng đã khiến cho cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. 2 ngày nay, gia đình bà Nghiêm Thị Hường ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội không dám sử dụng nước máy để sinh hoạt. Theo bà Hường, nước tại khu vực nhà bà sinh sống bắt đầu có mùi lạ từ trưa ngày hôm qua. Cả hôm vừa rồi là kể cả trẻ em vào trong nhà vệ sinh cũng phát hiện ra là cái mùi nó rất là nặng, nó như là mùi khét. Đấy, cho nên là các cháu nó cũng sợ mà. Thì trước mắt thì các gia đình trong xóm thì cũng tìm mọi giải pháp như là mua nước sạch ở bên ngoài, nước đóng chai hoặc các loại nước mà đảm bảo sức khỏe để tiêu dùng. Cũng giống như gia đình bà Hường, người dân tại phường Khương Trung chỉ dám dùng nước máy để tưới cây như thế này. Tức là vừa dùng cái này để tắm giặt thôi, chứ còn lại thì cái nước kia thì lại phải để nước ăn, lại phải dùng cái phương pháp lấy nước lọc bên ngoài. Thì ngay cái khu tôi đứng đây cũng là màu vàng đấy, về ô nhiễm, thế lại cộng với nước nữa, thế rồi lại rau cỏ thực phẩm nó không biết có an toàn hay không, thì nó vấn đề là sức khỏe nó sẽ như thế nào đấy. Cho nên là rất lo lắng, chứ không phải là chỉ là cái quan tâm đâu, mà thực sự là lo lắng. Trước thông tin này, đại diện công ty nước Viwako, đơn vị cung cấp nước cho phạm vi bị ảnh hưởng cho biết, hiện nay việc nước có mùi lạ là hoàn toàn chính xác và toàn bộ khu vực phía Tây Nam Hà Nội đều bị ảnh hưởng. Sau khi thông báo cho Sở Xây dựng bằng văn bản, thông báo cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội thì cũng là đề nghị người ta là tổ chức luôn là ba bên tiến hành là kiểm tra lấy mẫu nước tại nguồn. Đấy. Thế và bọn mình có văn bản đề nghị là Viaco là làm rõ cái việc phản ánh có mùi, người dân phản ánh có mùi và có câu trả lời chính xác bằng văn bản. Thế thì sau khi mà văn bản, cái văn bản của bọn mình là gửi sang Viaco, tức là bên chỗ đơn vị cấp nguồn ấy, thì là không chờ được thì là bọn mình đã liên hệ phối hợp với cả Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật là tổ chức lấy mẫu xét nghiệm vào lúc 15 giờ chiều hôm qua. Thế và theo như cái trả lời của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội thì là kết quả xét nghiệm là có sau 2 ngày nữa, sau 2 ngày kể từ ngày từ khi lấy mẫu. Trong khi chờ đợi kết quả xét nghiệm các mẫu nước từ cơ quan chức năng cũng như sự lên tiếng của Công ty Cổ phần Nước sạch Sông Đà là đơn vị cấp nguồn nước cho toàn bộ khu vực địa bàn Tây Nam thành phố Hà Nội, thì người dân vẫn thấp thỏm lo lắng về nguồn nước mà mình đang sử dụng.